chuyện tình của Hờ Hen Nghie và chia sẻ đầy tâm trạng. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau những chia sẻ đầy tâm trạng, nhiều người nghi vấn phải chăng chuyện tình cảm của người đẹp này có vấn đề. Trở về từ sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới với vị trí top 5 lịch sử, Hờ Hen Nghie đã có những bước tiến xa trong sự nghiệp. Không chỉ vậy, đường tình duyên của cô cũng có những cột mốc mới. Theo đó, người đẹp đã không còn độc thân hay không có ai ngó ngàng tới như trước khi thi cuộc thi tầm cỡ thế giới, mà đã chính thức có người đàn ông của mình. Thông tin này được cô chia sẻ hồi đầu năm trong một bài phỏng vấn. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp tiếp tục hé lộ những cảm xúc của mình về tình yêu. Trong tình yêu, bạn thường là người như thế nào? Một người lặng lẽ hay một người luôn được có cơ hội để bày tỏ và sống với cảm xúc của mình? Dù tình yêu của bạn đang như thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng cố gắng gìn giữ và xây đắp tình yêu ấy cho trọn vẹn, vì cái gì mất thì khó tìm lại lắm. Ngay sau những chia sẻ đầy tâm trạng, từng trải trong tình yêu của Hờ Hen Nghie, nhiều người nghi vấn phải chăng chuyện tình cảm của người đẹp đang có vấn đề và cô đang nhắn nhủ, có không giữ mất đừng tìm. Thế nhưng đó chỉ là cảm xúc chiêm nghiệm của Hờ Hen Nghie khi xem xong một bộ phim tình cảm có nội dung giống như những gì cô chia sẻ. Còn thông tin về bạn trai cũng như mối tình của cô vẫn rất kín tiếng. Trong những lần hé mở nhỏ giọt trước đây, Hờ Hen Nghie chia sẻ, người đàn ông mình yêu hơn cô 3 tuổi, làm trong lĩnh vực media, anh là một người bình thường, không phải đại gia. Cô cũng khiến nhiều người bất ngờ khi bộc bạch bản thân là người rất nhõng nhẽo trong tình yêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.